Xin thân ái kính chào tái ngộ cùng quý khán thính giả. Chúng tôi là bác sĩ Nguyễn Trọng Việt, là rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình hội luận nhận định thời cuộc hôm nay. Và kính thưa quý khán thính giả, cùng với chúng tôi vị khách rất quen thuộc đó là bình luận gia Nguyễn Kim Bình. Xin mình gửi lời chào đến quý khán thính giả của chúng ta. Kính chào khán giả. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay của chúng tôi nó sẽ chia ra làm hai chủ đề. Đây là hai chủ đề dẫn từ hai cái biến cố mà tôi cho rằng nó cũng khá là lý thú, nhưng mà có lẽ nó không quan trọng lắm ảnh hưởng tới những cái vấn đề chung lớn ngày hôm nay, nhưng ít nhiều gì nó cũng cho chúng ta một vài cái chỉ dấu để thấy được cái bước đi chung của hai cái quốc gia này. Đầu tiên chúng ta muốn nói đến cái việc Putin đến thăm cái quốc gia Mông Cổ. Đây là một cái sự kiện mà đặc biệt là đối với lại cái tòa án hình sự quốc tế đó, thì Mông Cổ là một thành viên của cái tòa án này vì đã ký vào trong cái hiệp định chung Roma đó. Và trên nguyên tắc thì họ sẽ phải thực thi cái quyền như là truy bắt của cái tòa án hình sự này. Và vì vậy nếu mà Putin mà đến thì họ có quyền bắt. Nhưng mà việc này nó không xảy ra. Lát nữa chúng ta sẽ đi vào chi tiết và tìm hiểu thêm nữa là cái chuyến đi này nó mang cái ý nghĩa gì đối với Putin, và bên cạnh đó đặc biệt nó quan trọng như thế nào đối với Mông Cổ. Tại vì chúng ta ít nghe nói đến cái quốc gia này, nhưng mà đây là một quốc gia mà nó nằm kẹp giữa hai cái nước lớn ngày hôm nay, và vốn họ cũng đang bị khá nhiều những cái ảnh hưởng và có thể nói là áp lực. Ở phía Bắc thì là Nga, ở phía Nam thì là Tàu. Và đây là cái quốc gia mà có lẽ lát nữa chúng ta sẽ đi vào chi tiết để tìm hiểu thêm về họ. Thứ hai là chúng ta nói về một cái đề tài, đó là một cái hội nghị thượng đỉnh, nó gọi là một cái cuộc gặp gỡ giữa Trung Cộng và Phi Châu, các quốc gia ở Châu Phi, đó là cái diễn đàn Trung Cộng Châu Phi. Chúng ta tìm hiểu xem cái diễn đàn này nó được gặp gỡ lần này để nhằm giải quyết cái nhu cầu gì, và về phía Trung Cộng họ dùng cái diễn đàn này để làm gì, và các quốc gia ở Châu Phi đó họ về tụ họp ở bên Bắc Kinh đó để họ được cái gì trong cái chuyến gặp gỡ này. Thì đấy là hai cái đề tài mà chúng tôi muốn mang đến để mà chia sẻ đến quý khán giả. Trước tiên xin quay trở lại để nói về Mông Cổ và cái chuyến đi của Putin. Thì quý khán giả cũng rõ là đây có lẽ là lần đầu tiên mà Putin đến một cái quốc gia là thành viên của cái tòa án hình sự quốc tế mà có lẽ không có vấn đề gì, vì xưa nay ông ta chưa bao giờ đến những cái quốc gia này là thành viên này. Thì tôi xin mời anh Bình chia sẻ những cái tin tức liên quan đến cái chuyến đi này, thưa anh. Đáng lý ra thì nó không phải là một cái chuyện lớn trên thế giới, nhưng mà nó vấn đề là ở chỗ là cái ông Putin có một cái lệnh tầm nã của tòa án hình sự quốc tế. Nhiều người cũng thắc mắc là tại sao lúc Putin qua Việt Nam thì là không có bị gì, tại Việt Nam chưa phải là một thành viên ký vào cái hiệp ước đó. Mông Cổ là một thành viên, thì một nước mà ký vào cái hiệp định đó, công nhận cái tòa án hình sự quốc tế thì cũng có cái nghĩa vụ luôn. Có cái cam kết rõ ràng, một khi mà ký vô hiệp định đó là phải cam kết tuân thủ hay những cái lệnh truy nã của tòa án hình sự quốc tế. Cho nên Mông Cổ có cái bổn phận đó luôn, chứ không phải là cái quyền không, mà cái bổn phận phải bắt giữ những người nào bị truy nã. Chưa biết là có tội hay không, nhưng phải bắt để giao lại. Từ ngày mà tòa án hình sự quốc tế họ ra cái lệnh truy nã đó, riêng đối với ông Putin đó, thì đương nhiên là bên Nga họ cẩn thận lắm. Trước khi ông đi đến nước nào là ông phải hỏi, bảo đảm là chuyện này không xảy ra. Hồi năm ngoái thì Putin có đi qua Nam Phi một lần. Thì Nam Phi cũng viện cớ là lúc đó có một cái hội nghị quan trọng, ông Putin ông đến đó ông dự, cho nên Nam Phi mới xin một cái trường hợp đặc miễn. Putin chưa bao giờ qua Ấn Độ. Tiếp Thủ tướng Ấn Độ thì có, Trung Quốc thì không phải là thành viên của cái hiệp định này, Việt Nam cũng không phải là thành viên của hiệp định này. Cho nên Putin có thể đi Trung Quốc, Việt Nam, có thể đi qua Belarus, đi qua Bắc Hàn. Mông Cổ là trường hợp rất là đặc biệt. Thành ra bên Nga họ test, họ muốn thử coi là cái sức mạnh của Nga đối với Mông Cổ có đủ mạnh hay không. Chứ nếu Putin là chỉ là một lãnh đạo của một quốc gia mà tào lao vớ vẩn nào Phi Châu chẳng hạn, thì Mông Cổ đâu có tiếp làm chi để mà mang tiếng với thế giới. Cho nên trong trường hợp Mông Cổ thì tại sao họ phải làm vậy? Thì Mông Cổ là một cái nước rất là tội nghiệp. Họ không phải là Belarus,
cái người lãnh đạo của Mông Cổ có chính quyền dân chủ đàng hoàng, và ông thủ tướng Mông Cổ này ông cũng không phải là cái người tay sai của Putin giống như một đồng minh, đồng chí của Putin như là Tập Cận Bình hay là như là ông tổng thống của Belarus. Họ cũng mong là không có dính díu gì đến Nga hết, nhưng mà Mông Cổ là nạn nhân của địa chính trị, địa lý. Cái nước của họ nó nằm kẹt giữa hai cường quốc khổng lồ là Trung Quốc với lại Nga, không có đường đi ra biển nữa. Các nước Tây phương thì cũng có quan hệ tốt với Mông Cổ nhưng mà không có cách gì để mà giúp đỡ trực tiếp được. Cho nên đến ngày nay mà Mông Cổ còn độc lập được là phải nói là nhờ Nga. Nếu không có Nga, không có Liên Xô trong thời chiến tranh lạnh thì Mông Cổ chắc cũng là trở thành một cái chư hầu của Trung Quốc từ lâu lắm rồi. Vì vậy cho nên Mông Cổ cũng có nhu cầu cứ lâu lâu phải kéo Tổng thống Nga qua bên đó để mà mong là có thể cân bằng được phần nào cái áp lực của Trung Quốc. Thì ông Putin cũng lợi dụng cái này, cái hoàn cảnh của Mông Cổ. Thành ra đối với Putin thì chuyến đi này đã chứng tỏ với là thế giới đó. Đó, tôi thấy Mông Cổ là một nước thành viên trong cái hiệp định này mà họ vẫn còn tiếp tôi được. À, Putin muốn cũng chứng minh đó là cái lệnh truy nã của tòa án hành sự quốc tế nó không có giá trị gì. Đúng như vậy, thưa quý khán giả, đây nó là một cái thách thức của Putin đối với lại cái tòa án này. À, với cái lịch sử của tòa án này đó, thì trong quá khứ họ đã làm khá nhiều những cái lệnh truy nã thành công chứ không phải không, và hầu hết những cái lệnh truy nã mà đưa ra nó đều gặt hái được kết quả. À, rất nhiều người đã bị bắt, nhưng mà trường hợp này là trường hợp đặc biệt. À, và nói về Mông Cổ thì thưa quý khán giả, quý vị đều rõ là vào cái thế kỷ thứ 12 đó thì Mông Cổ là một trong những cái nước mà đi đến đâu đó, cái đạo quân của Thành Cát Tư Hãn mà đi đến đâu đó là không còn có cái vùng đất nào có thể sống sót được, và đã chinh phục cả cái nước Trung Hoa, chỉ có thua ở Việt Nam thôi, và đồng thời đã đánh sang cả bên Âu Châu. Cho nên thời gian đó là cái đế quốc Mông Cổ phải nói là rất là hùng mạnh, nhưng mà rồi sau đó thì nó cũng suy tàn và nó trở thành một cái nước sau cái Hốt Tất Liệt đó thì nó trở thành một cái đế quốc của nhà Nguyên, rồi sau đó rồi bị nhà Minh chiếm, rồi sau đó bị nhà Thanh chiếm, vân vân. Và đến cái thời mà Liên Xô đó thì phải nằm trong cái vòng cương tỏa của Liên Xô, và cho đến khi Liên Xô sụp đổ đó thì họ mới chính thức có độc lập. Và thực sự phải nói đó là Nga là cái nước đầu tiên công nhận cái sự độc lập của cái nước Mông Cổ. Và vì vậy cho nên đúng như anh Bình nói đó, cái vị trí của họ nó cũng rất là đặc biệt. Và vì thế cho nên họ phải tìm được cái sự quân bình. Cũng may cho họ là vì hai cái nước Bắc và Nam của họ đó là hai cường quốc thật, nhưng mà đồng sàng dị mộng. Có nghĩa là cả hai cái nước này đó nó lớn thật, nó có thể bắt tay nhau đấy, mà nó vẫn là hầu như là đối đầu nhau, và có những lần trong quá khứ nó là kẻ thù của nhau, Nga và Trung Cộng. Có những lúc nó là hầu như sắp sửa nổ ra những cuộc đại chiến vào thập niên 60 của thế kỷ trước. Cho nên Mông Cổ cũng đứng ở cái vị trí đó mà tìm được cái sự quân bình. Mặt khác đó thì chúng ta cũng biết là về mặt năng lượng đó, thì đến 90% dầu hỏa và dầu khí nó đến từ Nga, họ bị lệ thuộc cái đó. Và về phía kinh tế đó thì xuất khẩu của Mông Cổ đó cũng 80-90% là đi sang tàu. Cho nên cái lần mà tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma đó thì Trung Cộng nó chỉ đóng cửa biên giới một cái là Mông Cổ gặp khó khăn ngay. Đấy là một vài cái sự kiện. Quay trở lại đó thì vì cái vị trí đặc biệt này thì cái câu hỏi được đặt ra của thế giới đó, quyết chuyến đi này của Putin đó liệu có khiến cho Mông Cổ đó gần gũi hơn với cái trục Nga, Trung Cộng, Iran để mà tiếp tục tạo thành cái áp lực đối với phương Tây hay không? Đấy là cái điều mà có lẽ nhiều quốc gia và các nhà quan sát đó cũng đang thắc mắc. Thế thì qua cái chuyến đi này, anh Bình nghĩ như thế nào về cái vị trí của Mông Cổ ngày hôm nay? Mông Cổ trong cái thế mà nghiệt ngã như vậy, họ là một cái gương cho tất cả những cái nước mà bị giằng co giữa các cường quốc. Phải công nhận, so với Lào, Campuchia, Việt Nam, Mông Cổ có một cái chế độ chính trị độc lập, một chế độ dân chủ đàng hoàng, không bị áp lực của, không phải là một chư hầu của Trung Quốc hay là của Nga. Cho đến giờ này họ vẫn còn giữ được cái tự chủ đó, thì lại là một cái gương sáng đó. Thì nhưng mà họ vẫn phải dựa vào hai cường quốc đó thôi. Đồng thời họ cũng bất cứ cơ hội nào họ cũng tìm cách họ cải thiện cái quan hệ với bên Tây phương nữa. Thì trường hợp Mông Cổ nó còn giỏi hơn, họ giỏi hơn là Thụy Sĩ hồi xưa nè. Đúng như thế. Vì Thụy Sĩ được cái địa lý ưu đãi, né qua được giữa hai cường quốc là Pháp với Đức. Còn Mông Cổ là nằm giữa, bị kẹp giữa hai cường quốc, không có đường đi ra biển nữa. Nhưng mà đến giờ này họ vẫn giữ được sự trung lập. Thành ra đối với bên Tây phương đó thì thấy cái việc mà Mông Cổ tiếp Putin đó không vui gì hết. Nhưng mà thực sự thì người ta cũng phải
thông cảm hết, không có nước nào nợ trách cho Mông Cổ, mất trách Mông Cổ. Đúng như vậy. Và kính thưa quý khán giả, có lẽ đây nó là một cái quốc gia mà người ta đánh giá đó là họ có được cái sống còn ngày hôm nay đó dựa trên cái ba cái trụ lớn của họ về mặt chiến lược đó. Thứ nhất là đây là một quốc gia mà họ là dân du mục, họ sống rất là dân ít, có 3 triệu dân thôi, ở cái vùng đất rất lớn. Và vì vậy cho nên đó, họ đầu tiên đó, cái chiến lược đầu tiên của họ đó là phải làm thế nào có thể hòa hoãn được với lại láng giềng ở phương Bắc cũng như là ở phương Nam. Đó là cái chuyện quan trọng, tức là Nga và Trung Cộng. Cái thứ hai đó, họ mở một cái chiến lược nữa là một nước láng giềng thứ ba. Nghĩa là sao? Nghĩa là họ sẽ mở rộng cái quan hệ của họ đối với tất cả các quốc gia khác. Macron năm ngoái cũng đã ghé Mông Cổ. Hồi đầu năm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng đã đến Mông Cổ. Nói chung đây là một quốc gia mà họ có thể giao thương với tất cả. Thậm chí là ngay cả khai thác các cái mỏ quan trọng của họ mà họ sống còn nhờ cái đó đó, họ lại giao cho Úc chứ không phải là tàu. Đấy đó là cái điều mà đặc biệt của họ. Và cái điểm thứ ba mà họ cho là quan trọng nhất mà anh Bình có nhắc đến đó, đây là một quốc gia tuy nhỏ thật nhưng mà họ được xây dựng trên một cái thể chế dân chủ thực sự. Và nó là một cái thể chế mà nó vừa là tổng thống chế mà vừa là nghị viện. Họ bầu ra có thủ tướng và vẫn có tổng thống và rất nhiều đại biểu. Và vì vậy cho nên đó, cái thể chế của họ đó, nó không có bị mua chuộc, nó không có bị xoay chuyển bởi các cái thế lực từ bên ngoài. Vì cho tôi biết là tàu nó cũng phải tìm mọi cách để mà ảnh hưởng đấy, mà nó không thể ảnh hưởng được nhiều. Cho nên nói cho cùng đó, thì đây nó là một cái gương lớn đặc biệt cho Việt Nam. Tại vì Việt Nam ngày hôm nay thực ra không phải ở cái vị trí khó như là Mông Cổ, nhưng mà họ vẫn có thể sống sót được một cách tốt đẹp và không bị ảnh hưởng. Trong khi trái lại Việt Nam đó, thì chúng ta đã nói trong cái chương trình trước đây, thưa quý khán giả đó, ngày hôm nay đang phải đối phó với nhất điều rất là những cái chuyện khó khăn, bởi lẽ nó là cái chế độ độc đảng và thiếu hẳn cái nền dân chủ. Thì đây là một bài học lớn. Vâng, kính thưa quý khán giả, khi quay trở lại đó, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái diễn đàn Trung Cộng và Phi Châu để xem cái mối liên hệ này đã được thiết lập từ hơn 10 năm, ngày hôm nay nó dẫn đến đâu. Cảm ơn quý khán giả. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin được tiếp tục chương trình hội luận nhận định thời cuộc. Và chúng ta vừa nghe nói đến quốc gia Mông Cổ, lần này chúng ta lại nói đến một cái cuộc gặp gỡ đang diễn ra khi mà chúng ta thực hiện cái chương trình này giữa Trung Cộng và các quốc gia ở Phi Châu. Thưa quý khán giả, Phi Châu vốn là một cái lục địa mà có thể nói là khá là nghèo đói và cũng gặp khá nhiều những cái vấn đề, từ vấn đề địa dư cho đến vấn đề xã hội vân vân. Trung Cộng đã từng khai thác ở tại các cái khu đất này, ở các cái lục địa này đã cả hơn 10 năm. Và trong suốt hơn 10 năm vừa qua đó, thì cũng nằm trong cái chiến lược vành đai con đường đó, Trung Cộng đã đầu tư khá nhiều tiền vào trong các quốc gia này. Tính cho đến ngày hôm nay đó, người ta ước lượng nó vào khoảng chừng 150 tỷ đô la. Lẽ dĩ nhiên, cho đến ngày hôm nay thì kết quả nó đến đâu? Và các quốc gia Phi Châu lần này đó, đến tham dự cái hội nghị lần thứ 10 này ở tại Trung Cộng đó, họ mang theo những cái hồ sơ gì, và bên cạnh đó thì Trung Cộng có thể tiếp tục được gặt hái được như thế nào cái việc mà khai thác cái lục địa này. Thì đấy là cái điều chúng tôi muốn mang đến cho quý khán giả. Đầu tiên tôi xin mời anh Bình có thể cho biết qua về cái diễn đàn diễn ra ngày hôm nay, thưa anh. Nói về cái số nước tham dự thì lần này lớn nhất trong suốt 24 năm vừa rồi, 53 lãnh đạo. Tổng thống hoặc là thủ tướng của 53 nước Phi Châu đến dự. Thì trong cái hoàn cảnh này, đối với mình nhìn một cách tổng quát, nó giống như một cái lễ triều kiến của các chư hầu hồi xưa, lúc mà đi đến để triều kiến thiên triều. Thực sự các nước Phi Châu qua đó để làm gì? Xin quyền lợi. Và ông Tập ngồi đó giống như người thiên thử hồi xưa. Cái vai trò của Trung Quốc ngày hôm nay á, họ có những cái lợi điểm mà các nước Tây phương
khó cạnh tranh lại được với Trung Quốc. Thứ nhất là, tuy nhiên, từ góc nhìn của Mỹ, hiện giờ là cái vùng quan trọng nhất của Mỹ là Ấn Độ, Thái Bình Dương. Thứ nhì là Âu Châu, thứ ba là vùng Trung Đông. Thứ tư là châu Mỹ Latin, và thứ năm mới là Phi Châu. Và người dân Phi Châu họ biết chuyện đó, những người lãnh đạo Phi Châu cũng biết họ nằm chót ở trong cái danh sách ưu tiên đó. Đối với Âu Châu thì có thể Phi Châu là một ưu tiên cao hơn. Nhưng mà Âu Châu thì bây giờ lại như rắn mắc đầu và không có phương tiện, không có ý chí và không có phương tiện để cạnh tranh với Trung Quốc. Cho nên Phi Châu đối với Trung Quốc đó là đất không người. Đây là một cái lục địa phi nhiêu để họ khai thác. Khai thác cái gì? Tài nguyên khoáng sản thì vô số, những thứ mà Trung Quốc đang cần. Hiện giờ Trung Quốc đang là, trong 20 năm vừa rồi thì Trung Quốc đã là nhà đầu tư lớn nhất ở Phi Châu và là cái thị trường lớn nhất để cho hàng xuất cảng của Phi Châu. Và Phi Châu cũng là một thị trường lớn của Trung Quốc nữa. Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất của Phi Châu. Cho nên cứ mỗi một cái dịp hội nghị như vậy, 2 hay 3 năm, thì đây là một cái dịp để mà họ tiếp tục họ mua chuộc cái quan hệ đối với Phi Châu. Và để nhìn vô cái sự đầu tư, cái quyền lợi kinh tế của Trung Quốc ở Phi Châu đó, không nên nhìn, mình khó mà phân tích cái kinh tế, cái khía cạnh kinh tế không, là lời hay lỗ, không biết được. Lý do là vì có cái mục, bao giờ cũng có cái mục tiêu chính trị trong đó. Tất cả những dự án mà họ đầu tư vô, những khoản tiền mà họ cho mượn, cho vay, cho dù nó lỗ đến cỡ nào nữa, thì về mặt chính trị họ cũng không lỗ. Nếu mà nó vỡ nợ, thì đương nhiên họ đổi được những cái quyền lợi về kinh tế. Mà nếu không vỡ nợ đi nữa, họ tha nợ đi nữa, thì họ cũng đổi được cái quyền lợi về chính trị. À, thì đó là cái mục tiêu lâu dài trong cái kế hoạch mà, trong cái chiến lược của Trung Quốc ở Phi Châu. Vâng, thưa quý khán giả, đấy là cái bức tranh chung mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Và quả nhiên là cái lục địa này là một trong những cái lục địa mà Trung Cộng đã bỏ rất nhiều tiền để mà khai thác khoáng sản, đồng, các cái loại kim loại quý, than vân vân. Đó là những cái nguồn hầu như là có thể nói là vô tận mà đang được khai thác. Lẽ dĩ nhiên với cái giá rất rẻ, lại về bên Phi Châu thì cũng không ai khai thác cả, thì đương nhiên họ đến họ làm. Và chưa kể bên cạnh đó thì thưa quý khán giả, là ngay cả những người công nhân mình ngày hôm nay họ có thể định cư ở bên Phi Châu nữa. Cái con số nó bắt đầu rất là đông. Nói chung mà nói đó, thì nó đã tạo ra được một vài cái điểm khởi sắc ở tại cái lục địa này. Bên cạnh đó đó, thì một số các quốc gia ở Phi Châu ngày hôm nay đó, họ đang bắt đầu thấy được cái khó khăn của họ. Đầu tiên đó là tất cả những cái nơi mà họ đến khai thác đó, thì cái lợi ích thật của người dân ở tại nơi đó đó, cho đến giờ phút này đó, thì nó lại không nhiều so với lại những cái lợi ích mà chính Trung Cộng họ khai thác được. Và vì vậy cho nên tiền bỏ ra đầu tư đó là cái món nợ của cả quốc gia đó, nhưng mà lấy về cho chính quốc gia đó, đó thì lại không bao nhiêu cả. Và có rất nhiều những cái dự án ngày hôm nay đã giang dở trên cái gọi là dự án vành đai con đường đó, họ đã đầu tư bỏ khá nhiều tiền và đấy là những cái khoản nợ. Và tất cả những cái đó đó, nó là những khoản nợ mà không ai biết rõ cái nội tình của nó, bên trong nó là cái gì. Bây giờ người ta thấy đó là có ba quốc gia lớn đó, mà hiện giờ có thể đi vào vỡ nợ đó, giống như là Djibouti, Angola với lại Zambia, xây cất rất nhiều mà bây giờ cuối cùng không thành công, và rất nhiều các đập nước mà ngày hôm nay không sử dụng được, và bây giờ đi có thể đi đến chuyện vỡ nợ. Hẳn các quốc gia Phi Châu đó khi họ đến đó, thì giống như mình nói đó, là họ cũng mong là có thêm được cái gì nữa hay không để mà có thể mang về cho đất nước của mình. Lần này đó thì theo như các nhà quan sát đó, thì cái phong bì của Trung Cộng đó, hay là cái cuốn check của Trung Cộng bắt đầu khá mỏng rồi. Họ không có tài trợ gì được nhiều nữa rồi. Theo như những gì mà được cho biết đó, thì Tập Cận Bình hứa là sẽ có 50 tỷ trong vòng 50 năm tới, trong vòng 5 năm tới cho tất cả các quốc gia ở Phi Châu. Nhưng mà con số này người ta cũng không rõ nó là bao nhiêu, vì trước đây cũng đã hứa khá nhiều mà nó cũng không có đạt được bao nhiêu cái con số thật. Nhìn chung mà nói đó, thì trong cái đợt triều kiến lần này đó, thì nghe đâu là họ được đón tiếp rất là trọng thị, được mời đi rất nhiều nơi, được ăn uống nghỉ ngơi rất là thoải mái. Nhưng mà không biết mang về thì mang về được cái gì. Đánh giá chung thì anh Bình nghĩ như thế nào? Cái điều mà Trung Cộng mong muốn đó là ảnh hưởng lên cái khối gọi là các quốc gia phương Nam đó, South Global đó. Nhưng mà chúng ta biết đó là Ấn Độ cũng đã làm cái công việc đó, và đặc biệt là đã tìm được cho các quốc gia phương Nam, đặc biệt là Phi Châu đó, một cái vị trí xứng đáng trong cái hội nghị mà G20 đó. Thì lần này đó, thì không biết nó sẽ như thế nào, liệu cái cạnh tranh giữa Trung Cộng và Ấn Độ đó, nó có thể tạo ra được cái thế gì hay không
trước tất cả các cái quốc gia ở Phi Châu này. Xin mời anh. Đến giai đoạn này thấy cái chiến lược của Trung Quốc họ tinh vi hơn. Đây là cái playbook mà họ học từ bên Tây Phương chứ không phải không. À, thay vì cái trong cái kế hoạch mới lần này, trong hội nghị lần này, những cái lời hứa lớn đó, những cái dự án lớn đó, hàng tỷ thì nó ít lại. Họ không chi tiền ào ạt như hồi xưa nữa, tại vì họ đã đủ cái ảnh hưởng rồi. Cái thời giai đoạn mà buông tung tiền ra để mà mua ảnh hưởng đó, tạm qua. Kỳ này họ tinh vi hơn. Offer cả 3 thứ mà bên Phi Châu khó từ chối được lắm. Thứ nhất, Trung Quốc hứa là sẽ cắt hết tất cả những cái khoản thuế nhập khẩu cho ít nhất là 33 nước nghèo nhất của Phi Châu. Thì cái đề hứa này đó. Trong khi là ở Mỹ hiện giờ đang có một cái phong trào đòi tăng tiền thuế lên, thuế nhập cảng, hàng hóa, kể cả Phi Châu luôn. Ví dụ như ông Trump, ông đòi phải tăng thuế lên 10% tất cả mọi nước chẳng hạn. Trung Quốc đã tuyên bố tôi sẽ giảm, phá hết cái hàng rào quan thuế cho Phi Châu. Thì nói cái này không á, là một cái lời hứa rất là quan trọng rồi. Họ không tốn gì hết. Thực sự đó thì hàng của Phi Châu cũng chẳng bao giờ cạnh tranh nổi với hàng Trung Quốc đâu. Những mặt hàng kỹ nghệ, những cái mà Phi Châu có thể bán qua cho Trung Quốc á, thì Trung Quốc cũng đang cần. Cho nên họ không mất gì cả. Trong đó có nông phẩm và những cái tài nguyên khoáng sản rồi. Thứ nhì, họ hứa là sẽ tiếp tục đầu tư, nhưng mà không phải chính phủ Trung Quốc, mà khuyến khích các công ty Trung Quốc đầu tư sâu hơn nữa ở Phi Châu. Trong đó có cái kỹ nghệ xe điện là một những cái mà bên Phi Châu cũng thèm lắm. Và không biết là họ làm được tới đâu. Ví dụ như mà họ mở một cái nhà máy ra, nó có 1.000 công việc làm nữa, thì có lẽ một nửa là cũng là thợ từ bên Trung Quốc qua rồi. Nhưng mà Phi Châu có thể được hưởng được nửa còn lại. Thì đó là cái mà họ hứa là cái miếng bánh cho tương lai nó sẽ bẻ đều ra. Cái thứ ba mà cái này tinh vi hơn là bên Trung Quốc họ hứa họ sẽ mở những chương trình học bổng đào tạo sinh viên ở Phi Châu. Và cái này thì cái này nguy hiểm về lâu về dài. Đây là con đường của các nước Tây Phương vẫn dùng cả trăm năm nay để ảnh hưởng đến các nước Phi Châu. Thành ra đây là một cái cuộc chạy đua mà bên phía Mỹ phải lưu ý. Vì cái thế hệ mới ở Phi Châu mà đi Trung Quốc trở về đó phiền lắm. Vâng, đấy là một vài cái chi tiết mà chúng ta có thể nghe nói đến, thưa quý khán giả. Có một cái điều rất là lý thú mà khi anh Bình đề cập tới đó là sinh viên du học từ Phi Châu đến Trung Cộng đó. Thì theo những cái thống kê mà người ta ghi nhận được trong vòng mấy năm gần đây đó, kể từ trước và sau đại dịch đó, thì ta thấy như thế này. Trước đây có khoảng chừng 100.000 sinh viên đi du học từ bên Phi Châu, tất cả các quốc gia đến tàu. Lần này đó thì con số nó giảm đi rất nhiều. Không hiểu vì lý do gì, không hiểu là vì cái đơn gia nhập nó khó, vì cái chuyện trợ cấp nó khó hay sao, người ta không biết. Nhưng mà rõ ràng cái số sinh viên nó giảm hẳn đi. Cái đời sống của sinh viên mà ở Phi Châu đó, ở bên Trung Cộng đó, phải nói rất là khó khăn. Và đương nhiên họ không phải học ở những cái trường giỏi đâu. Những cái trường rất là trung bình, xoàng thôi. Cho nên đấy nó cũng là một vài cái sự kiện để thấy được là có thể Trung Cộng cũng mở ra một vài cái cửa ngõ để mà chiêu dụ một số những cái giới trẻ. Nhưng mà cái thực chất đó là những kẻ mà họ đến rồi và đi về nó không mang được bao nhiêu kết quả. Những người mà đi qua Trung Quốc để học, thật sự là họ đã không được đi Mỹ, không được đi Âu Châu. Thì nếu mà họ có học bổng ở Mỹ, Âu Châu, không ai đi qua Trung Quốc. À, thì đúng thế. Cho nên cái con số này nó cũng không phải là cái gì đáng khiến cho Phi Châu họ rất là phấn khởi đâu. Duy có cái điều đó là một số các cái khoản nợ thì cho đến giờ phút này dường như là vẫn không có cái câu trả lời qua cái chuyến đi lần này. Cho nên một số các quốc gia ngày hôm nay đó họ vẫn còn lo lắng, và những quốc gia còn lại đó họ cũng bắt đầu nhìn thấy cái bài học này để họ lại tiếp tục lo sợ rằng liệu những cái chuyện gọi là đầu tư trong tương lai của Trung Cộng đó nó có thể khiến họ lại rơi vào cái bẫy nợ nữa hay không, giống như những quốc gia ở Phi Châu hay là Sri Lanka vân vân. Thì kính thưa quý khán giả, đấy là những cái bài học, và lẽ dĩ nhiên là nó đòi hỏi thời gian khá dài, và rồi đồng thời nó đòi hỏi cái tác động qua lại giữa các quốc gia ở Phi Châu với chính họ, với Trung Cộng và thế giới phương Tây. Đây nó là những cái chuyện mà có lẽ nó phải cần một thời gian rất dài để có thể tìm ra được cái câu trả lời đến từ các quốc gia của Phi Châu. Nhưng ít nhất là cho đến ngày hôm nay đó, thì theo những sự đánh giá của một số các nhà quan sát đó, cái ảnh hưởng của Trung Quốc không còn nhiều giống như là 15-20 năm trước đây nữa. Nó cũng bị giảm bớt vì những cái chuyện mà họ đã và đang làm. Cho nên không biết là trong thời gian tới đó, thì cái lục địa Phi Châu này đó, nó sẽ có những cái đổi mới ra sao trước tất cả những cái chuyện đầu tư hoặc là tham dự của Trung Cộng vào. Chúng ta sẽ lại tiếp tục theo dõi để xem tình hình nó có gì thay đổi hay không. Và vì thế chúng tôi sẽ lại mang đến cho quý khán giả những cái tin tức liên hệ đến cái sự việc này về sau. Xin chấm dứt cái chương trình hội luận ở đây.
Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán giả. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn với quý vị vào chương trình kỳ tới.